Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Hà Nội Computer. Thì hôm trước có một anh khách đã gọi đến cho mình và bảo yêu cầu mình đó là build cho anh ấy một bộ cây có đầy đủ tất cả các phụ kiện để anh ấy có thể chơi gọi là bộ game đua xe. Và anh ấy bảo là tiền thì không thành vấn đề, dưới 2 tỷ cho anh, nhưng mà đó chính là vào khoảng tầm 100 triệu thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ máy tính của anh ấy có những gì nhá. Thì mình cùng lên thôi ạ. Có thể thấy ở đây đó chính là bộ máy của anh ý, thì đó là bộ máy tính Falcon 066 trị giá là 36.600.000, bao gồm một con Intel i7 16GB RAM với cả một con 1660 Super. Bên cạnh đó thì anh ý còn mua đó chính là tay lái, một bộ tay lái đó chính là bộ G29 của Logitech, đi kèm với cả một cái cần gạt số của Logitech là Logitech Shifter với giá tổng cộng là 8.500.000. Ngoài ra thì anh còn mua cho mình đó chính là một cái máy in HP laser và một con màn hình, đó chính là con màn hình LC49 HG90. Con màn hình này thì là một con hình rất là rộng của Samsung. Và để chứa cho tất cả những cái đấy thì anh ta có một bộ đó chính là Obuto Evolution. Đây chính là bộ giả lập chơi game để anh ấy có thể lái xe một cách tuyệt vời nhất. Mọi người có thể thấy đây là một người, một đại gia rất là thích chơi đua xe và vô cùng là sẵn sàng chi ra để có một trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhất. Bây giờ thì nhóm chúng mình sẽ lên trên con xe 4 chỗ này, tại vì là những cái đồ hàng này thực sự là rất là nặng và không thể chở được trên xe 7 chỗ hay 4 chỗ được, nên là những cái thùng hàng này sẽ đi lên trên một cái chiếc xe tải riêng. Còn bọn mình thì bây giờ sẽ lên con xe 4 chỗ này và đi trước. Đi qua được máy. Thì là bê hơi nặng chút thôi. Lóc cái góc này thì tại vì con màn nó phải thế này đấy anh ạ. Màn rất là rộng đấy ạ. Và cái bộ ghế lái nó cũng là khá là rộng, nên là phải đẩn cái bàn này ra chỗ khác nếu mà muốn lắp vào. À không, tức là ý là bỏ cái bàn đi. À vâng, thế thì thoải mái. Bỏ bàn luôn thoải mái. Quá đủ rồi ạ. Bỏ bàn đi mà. Vâng. À, lên đường này. Vâng. Để dọc đây vào. Lắp theo chiều này rồi. Là rất là một góc đúng rồi. Vâng. Lắp bây giờ. Cứ làm như bình thường. Mảnh ghép cuối cùng là lên rồi. Em xem hướng dẫn thì lắp từ đâu chưa? Em xem hướng dẫn thì đầu tiên là người ta bọn nó sẽ lắp cái này. Đấy. Xong rồi ghế đúng không? Lắp cái này, xong rồi cho nó lắp màn hình, cho nó lắp cái cần gạt cần số lên. Chứ cái khung. Cái khung này là cái khung của cái khác, cái này là cái ghế. Tự ý là hai thùng ngoài lắp thùng nào trước? Thùng này trước nhỉ. Thùng này là thùng với cái chân và cái vô lăng. Để ngựa để nằm luôn đi em ơi. Thôi 4 người lắp cho nhanh. 2 người lắp. Thế ngày. Nếu mà các bạn mà muốn lắp một Obuto này thì mình thực sự khuyên các bạn là nên có ít nhất là 2 người trở lên lắp, tại vì một người mình thấy lắp chắc là phải tốn khoảng tầm hơn 1 ngày đến 2 ngày mất, tại vì bản thân chúng mình 3 người lắp mà lắp đã tốn khoảng tầm là 4 tiếng đồng hồ rồi, và nó có rất nhiều các thứ mà ví dụ như lúc mà các bạn đặt cái ghế lên hay là các bạn điều chỉnh vị trí các cái trục ấy, các bạn cần phải 2 người, một người giữ, một người chỉnh, một người vặn cơ. Chứ nếu mà một người làm thì rất là khó và cũng cực kỳ nguy hiểm với những lúc mà các bạn đẩy con ghế vào ấy. Về Obuto ấy thì họ làm rất tốt cái việc mà họ đánh số các bạn các hộp từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trừ hộp 6, hộp 9 thì họ không đánh dấu chiều thôi.
còn và ngoài ra thì cái ốc ấy họ cũng đánh dấu chúng ta rất là rõ ràng cái ốc mà ốc cỡ bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, rất là dễ. Nhưng mà bù lại đó chính là cái phần dành hướng dẫn. Thì cái hướng dẫn của bộ Obuto này, mình nghĩ là các bạn nhìn ý, họ gần như không có một hình ảnh nào cả. Mình đến một cả tập hướng dẫn nữa có khoảng tầm 3 cái ảnh. Và ngoài ra toàn tất cả là văn viết ý, để các họ mô tả các bạn lắp nào vào cái đâu. Và thực sự thì cái văn họ viết cực kỳ khó hiểu và nó rất là dài. Nên là mình nghĩ các bạn nên thử tìm một clip nào đó như clip chúng mình lắp con Obuto thì để các bạn hiểu rõ hơn là cái nào lắp vào đâu. Các bạn đọc hướng dẫn thì thực sự là hiểu được thì cũng là trí óc cũng phải siêu việt lắm mới hiểu được cái bộ hướng dẫn của Obuto ấy. Để lắp con Samsung G9 thì mặc định khi các bạn lắp lên bàn để làm việc thôi ấy, thì các bạn phải cần hai người theo hướng dẫn của Samsung. Các bạn phải hai người tại vì các bạn không được phép cầm vào cái chân màn hình, nó sẽ gây đung điên. Phải là hai người, mỗi người cầm một đầu. Nhưng mà cái việc lắp vào con Obuto ấy thì nó còn kinh dị hơn khi các bạn buộc phải tối thiểu là ba người, khi mà hai người sẽ giữ hai đầu màn hình và một người thứ ba sẽ là vặn vít cái màn hình vào trong cái phần giá đỡ. Và để cái giá đỡ của Obuto này thì họ sử dụng cái cấu trúc đó chính là các cái lỗ để chỉnh chiều cao màn hình khác nhau để gọi là phù hợp với người dùng ấy. Về để chắc chắn ấy thì họ dùng cái lỗ để cắm vít vào, nhưng mà bù lại thì cái vấn đề họ tạo quá ít lỗ khi các bạn chỉ có 3 lỗ thôi. Một lỗ rất thấp, một lỗ ở trung bình, một lỗ cao. Và ví dụ như khách này chẳng hạn thì anh ấy sẽ không tìm được cái lỗ nào nó phù hợp với anh ấy. Ví dụ lỗ trên cao thì cao quá, lỗ trung bình thì nó vẫn hơi cao và lỗ dưới thì thấp quá. Nên là mình nghĩ là về sau các bộ Obuto khác ấy thì mong là hãng họ có thể làm những cái lỗ chiều cao định vị nó đa dạng hơn để có thể gắn được màn hình phù hợp hơn với chiều cao của từng người khác nhau. Về cái bộ vô lăng G29 này của Logitech thì thực sự là nó một trong những bộ vô lăng mạnh nhất hiện tại rồi. Các bạn cắm vào game, cắm vào máy nhận luôn, vào game nhận luôn, không phải điều chỉnh một cái gì cả, hoạt động là mọi thứ đều rất là ngon lành. Và tất cả những thứ như là từ cần lái này, vô lăng ấy, đến cái phần bàn đạp đều có ốc vít vặn chặt vào cái bộ Obuto, nên là sẽ thoải mái, không hề bị dịch chuyển khi mà các bạn kiểu quá tay đạp ga, vô lăng bẻ cua, drift các thứ. Nhưng mà bù lại thì do cái vấn đề đó chính là cái bộ khung màn hình là con G9 Odyssey ấy, cắn con G9 ấy thì nó lại không gọi là không gắn chặt vào cái bộ Obuto ấy, nên là khi mà quá đà vận đánh lái quá đà hay là quá nhập tâm vào game chẳng hạn thì màn hình nó sẽ rung rinh một chút. Tại vì bản thân G9 Odyssey là có màn hình nó kích cỡ rất là to và rất là ngang, và thực sự nó hơi quá nặng với cái bộ Obuto này, nên là chúng ta có thể nhẹ tay một tí. Và mình nghĩ là với cái bộ Obuto này thì kích thước màn hình chúng ta có sự chắc chắn nhất nó phải chỉ khoảng tầm 27 inch đổ lại thôi. 49 inch gắn thì gắn được, nhưng mà nó sẽ hơi rung rinh khi mà có tác động mạnh từ bên ngoài này. Về cái trải nghiệm gaming này anh? Anh thấy nó tức là anh chơi nhiều những cái game điện tử mà kiểu ở các cái nơi dành khu vui chơi dành cho thể thao ấy. Tức là chơi mà. Khu vui chơi điện tử ấy. Vâng. Nhưng mà nhìn nó ảo, mới nó tay lái các thứ nó cảm giác nó không được thật. Vâng. Nhưng cái này thì nó thật hơn. Đây một máy 105 triệu ấy. Tại vì thực ra là lái xe ở ngoài, tức là những ai mà chưa lái xe ở ngoài ấy, thì cũng khó để biết được là nó có thật hay không. Vâng. Nhưng mà anh lái ở ngoài mới lái ở đây thì nó cảm giác nó tương đối là nó khá khá là thật. Tức là những cái nó sẽ được cảm giác như kiểu mình đang lái xe thật đấy. Với lại nó có cái màn hình cong này, mà nó lại liền như này thì mình thấy là nó càng cảm giác nó thật hơn. Rồi là cái tay lái này nó cũng có những cái phản hồi lại. Phản hồi lực nó rung rung như thế. Hoặc là ví dụ như là mình chỉ cần là chỉnh một chút thôi là nó đã phản ứng. Nói chung là cái độ trễ nó anh thấy là cái độ trễ nó rất là ít. Vâng.
thì thực sự rất là cảm ơn anh khi mà đã lựa chọn Hanoi Computer để gọi là tìm hiểu và đến mua bộ máy này ạ. Và hy vọng rằng là chúc trong một tương lai thì với bộ máy này thì anh sẽ tìm được thật nhiều niềm vui hơn trong cái dịch Covid này. Okay. Và chúc gia đình anh và chính anh là trở nên hạnh phúc. Okay. Cảm ơn rồi, nhiều ạ. Cảm ơn em. Tìm mãi mới được một nơi để có thể set up được bộ này. Vâng, cảm ơn anh.